của cô dâu và chú rể sẽ được diễn ra. Và để chương trình của chúng ta được diễn ra trang trọng đúng giờ đúng giấc, lần nữa xin phép được thay lời ban tổ chức anh hùng xin được long trọng kính mời toàn thể quý vị kính quý quan viên hoài họ, tất cả những ai còn đang có mặt ở phía bên ngoài của hội hôn, xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy khẩn trương, hãy nhanh chân tiến vào phía bên trong của hội hôn và đến với chỗ ngồi thật ưng ý, một chỗ ngồi thật lý tưởng để chung vui cùng đôi bạn trẻ. Chú rể của cô dâu Đinh Thị Mỹ Lan xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa hội hôn, kính thưa các cụ, các ông, bà, cô, dì, chú, bác, anh chị em. Hôm nay được đồng ý của chính quyền địa phương, được nhất trí của hai họ, hai gia đình chúng tôi chọn ngày tốt thang lành để tổ chức lễ vu quy cho hai cháu. Hôm nay hai cháu đã chính thức nên vợ nên chồng. Hai gia đình chúng tôi nên nghĩa thông gia và trước sự chứng kiến tất cả anh em, tất cả bà con ở đây. Một lần nữa tôi đại diện cho hai gia đình chúng tôi và thay mặt cho nhà gái, tôi cũng không biết nói gì hơn. Tôi cảm ơn quý khách gần xa, ông bà cô dì chú bác đã đến góp cùng vui gia đình chúng tôi, và một lần nữa tôi xin chân cảm ơn quý vị và quý khách. Và quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, đúng là lời dạy ông cha tựa đống non, dâu hiền rể thảo tấm lòng son, đạo làm con phải cho trọn đạo, hữu nghĩa ngàn năm của nước non. Và người ta nói rằng phi cổ bất thành kim, không cha không mẹ lấy nơi đâu sinh thành. Núi kia ai đất mà cao, sông kia biển nọ ai đào mà sâu. Và giây phút ở đây, cô dâu chú rể sẽ cung kính dâng lên cung bậc song thân phụ mẫu những ly rượu của sự kinh hiếu, của sự biết ơn. Xin mời. Vâng, xin mời cô dâu chú rể sẽ cung kính dâng lên cung bậc song thân phụ mẫu những ly rượu của sự kinh hiếu, của sự biết ơn. Mời chú rể. Ơi. Đây mời chủ nhân ngày hôm nay nha. Ok. Anh chị đang chúc anh nha mọi người. Đấy. Giờ ăn nhậu xong rồi. Giờ quay toàn cảnh ở ngoài sân nhá. Ở ngoài đám tiệc. Đấy, đang chụp ảnh. Đấy. Đấy.